Xin chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thuần Nữ Cà Mau. Thì đám cưới với Linh tổ chức xong 2 ngày ông bà cô chú. Thì tại hôm qua nay là đám cưới xong thì mình phải trả đồ, dọn dẹp đồ cũng lu bu, nên là Linh chưa có lên clip để cảm ơn quý khán giả đã yêu mến vợ chồng Linh, gửi lời chúc mừng rất là nhiều luôn, nên là Linh cũng chưa có trả lời hết bình luận của quý vị khán giả nữa. Bữa nay thì sáng nay là tranh thủ ngày anh An còn nghỉ á, anh An mới đưa Linh qua bệnh viện ung bướu để tái khám lại. Thì mới khám xong Linh với anh An rủ đi qua chợ Bà Chiểu chơi, tại vì hồi đó giờ Linh cũng chưa có đi chợ này, với đi sẵn mua ít đồ luôn. Đi tới đây gặp anh này, anh tặng cho quá bông nè, mà cô chú các bạn mới vừa tới chợ. Tặng thiệt á anh? Đây là hoa của anh. Tặng thiệt hả? Cái này là anh gửi tặng chúc mừng ngày cưới của Linh với anh An nè, fan hâm mộ của Thôn Nữ Cà Mau. Anh ơi, em gửi đây đi xíu, em lấy nha. Rồi, okay. Em cảm ơn anh nha. Dạ, bây giờ em xin mời ông bà cô chú mình cùng đi chợ với Linh nha. Shop của cô cắm bông rất là đẹp luôn bà cô chú. Tại mới khám xong cũng mệt đó, trong chợ này thì cũng có nhiều chỗ bán đồ ăn uống rồi bán tùm lum hết trơn, nên là thử đi cho biết. Anh An đang quay phim cho Linh đó mà cô chú các bạn. Và bữa giờ mà cô chú các bạn cũng kêu Linh là quay video chia sẻ về gia đình chồng á, nhưng mà tại vì lâu bu quá cũng chưa chia sẻ, thì chắc thì sắp tới sẽ chia sẻ mà cô chú các bạn. Ủa anh đi vô đây sống vàng hả? Linh cũng chưa đi chợ đi lần nào, nên là thử đi lại vòng vòng hay không bà cô chú. Quá trời vàng luôn. Linh nhớ thường là những cái chợ này nó sẽ có cái khu để mình ngồi mình ăn uống, nó vui lắm. Nhưng mà không biết ở đâu thì đi kiếm không mà cô chú các bạn. Dạ cô, khu bán đồ ăn ở đâu vậy cô? Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Đó, Linh hỏi cô là bắt đầu tìm được rồi đó. Đây là bán giày dép. Muốn gì đi em? Dạ không. Trời ơi, đây là giày dép không luôn á. Cô kia chỉ Linh là đi tuốt tuốt ở dưới thì sẽ có chỗ để ăn uống. Tại Linh thấy người ta cũng có giới thiệu chợ này á, có cái khu ăn uống rồi nhiều lắm, tấp nập lắm mà cô chú các bạn. Này giống như là chợ Bến Thành vậy á, nó có khu. Khu này là bán tôm khô, đồ khô nữa đó, gia vị nêm nếm. Linh đi hồi nãy giờ tới cái khu mà cần tìm rồi nè, bán đồ ăn uống quá trời luôn. Có bún thịt nướng, bánh canh, sữa đá, nước uống. Anh muốn ăn cái gì? Bún mắm, bánh canh cua, bánh nước. Thấy nó nhộn nhịp quá anh. Bánh khô, bánh xèo. Ồ, đông quá. Nước mía kìa anh. Sữa đâu ta. Đây bán chè, bán bánh. Chè. Em nướng rồi cuốn không? Thôi em còn no quá à, kiếm chủ uống nước phải không? Nước không? Chè. Bánh đặc. Ôi chè này chè gì anh? Chè cho nước khoai mì. Dạ khoai mì chứ chưng. Mình đi coi đi rồi mình háo quyết định mình ăn gì á. Lần đầu vô đây nên là cũng hả không biết ăn gì. Có bún keo, bún nước lèo nè, tùm lum á. Anh muốn ăn bánh khọt á vậy? Muốn ăn không? Muốn ăn thì gọi ăn. Ăn không? Ăn thì ngồi ăn. Đây, anh em muốn ăn bánh khọt. Hai cái mâm giống bánh xèo. Dạ, anh ăn nhiêu kêu cô làm đi. Thôi bên đó nó có cái xèo luôn kìa anh.
Ý mình qua đó mình mua mấy cái đó, cái đồ đó đẹp lắm. Ờ. Em kêu cho em một ly rau má, rau má đậu xanh á. Rau má nè. Bên đó đi anh. Dạ, không cho anh quay hết đây. Lấy nè. Cái này cô bán luôn sao cô? Còn hả cô? Bánh xèo. Bánh khọt đó cô. À. Còn dạ. Bánh xèo con thịt là 45 mà bánh xèo hải sản là 60. Cô lấy con một phần đi. Nói đi. Nhìn mâm bánh xèo hấp dẫn quá ha. Chào quý bà cô chú nha. Đây anh An giả chân. Để anh đổi đồ vào đây. Quầy bánh xèo bánh ngọt chào bà Chiểu nè. Chú mà có ghé chào bà Chiểu ghé quầy của quầy có cô tên gì không cô? Cô Giang hả cô? Chiều nay cô lên cô mở cái kênh Hôn Nữ Cà Mau là cô thấy hai chồng con liền đi quảng cáo. Dạ đúng rồi. Tại hồi nãy là vừa khám xong là lên ăn rồi, lên ăn bún thịt nướng rồi nên là giờ no lắm. Anh An là muốn ăn bánh khọt hồi bữa giờ quá, dạ. Thèm bữa giờ. Ê, một phần 10 cái 40 ngàn nha ông bà cô chú các bạn. Có gạo, nước mắm. Thôi anh ăn đêm no quá, anh muốn nước ạ. Ủa cô ở đây bán sữa bò ở đâu cô, sữa bò tươi cô? À trong lòng chợ. Đi đường nào cô? Đi tới đây rồi. Dạ. Đắt mua sữa bò vậy uống. Mình đi với bạn đó không? Biết cái sữa bò. Xin cô đũa khác đi. Ta à, lấy đũa em đi. Đây bữa nay Linh làm quay phim cho anh An nha. À, ông bà kêu chú, ông bà cô chú kêu Linh quay anh An nhiều nhiều. Bữa nay Linh quay giới thiệu anh An nha. Anh An năm nay nhiêu tuổi anh An? À anh năm nay 33 tuổi. Tuổi con gì? Con gắn. À, em mời quý bà cô chú dùng bánh khọt với em nha. Còn có à, giống cái hương vị của mình với dưới không không? Cái này phải ăn bóc nó mới ngon á. Ăn ăn. Cái này mình dùng tay nó ngon. Giòn quá mà. Giòn gụm luôn á. Giòn á anh. Giòn lắm. Cái bánh tổ dày mà cũng giòn ha. Bột nó béo nghẹo, bấu, béo. Cái lớp dưới nó giòn á. Cái này khách ăn tới bên đâu là chị đổ mấy nhiêu luôn hả chị? Khách ăn là... Chị phải làm sẵn thôi người ta nói vậy. Dạ. Nếu mà đợi khách tới là... Dạ. Đây, quầy của cô đây nè. Sạch 894. Bên đây là hai người làm, một người đổ, một người bán, người quậy bột. Cho em gửi đi mấy. Mấy lần dạ. Một ly. Một chú lấy thứ hai nha. Dạ không, con cảm ơn. Mình ăn bánh xèo với bánh khọt á, mình dùng tay á, cuốn nó ngon hơn á. Hồi trước Linh Lý không có cho nói, chỉ ngồi gặt gặt rồi bữa nay được nói nha. Hậu kỳ, hậu trường. Em ăn một cái. Thôi em ăn đâu. No quá. Em ăn 30. Mới ăn xong bây giờ thì sẽ tiếp tục đi mua đồ ông bà cô chú các bạn ơi. Mua gì vậy? Dạ cái này chú bán hả chú? Có hết chỗ bên đây. À, chú bán bên đây hả? Kiếm gì hả? Con muốn coi mấy cái xịa, mấy cái thúng. Hả? Con muốn coi mấy cái xịa. Mấy mẹt nha, mẹt này của chú hả? Bên đây. Đây bự quá. À đây hả? À. Này bán sao chú? Đây là 40 ngàn. 40 á hả? Còn cái này?
Này bự quá, có nhỏ nhỏ không chú? Giống như cái để sàn gạo á. Thì gạo bây giờ chưa có hàng, sàn gạo là cái lỗ nhỏ mới sàn. Dạ đúng rồi, cái lỗ á, dạ đúng rồi. Cái lỗ sàn nhỏ mới sàn, cái lỗ bự là rớt á. Dạ. Có hàng, chưa có hàng. Chưa hàng hả chú? Còn cái này là mẹt để bún đậu mắm thơm không? Dạ đúng rồi. Dạ, con kiếm cái đậu sàn gạo á. Mua đậu sàn nhỏ đó, chứ mua cái sàn là rớt á. Dạ, con cảm ơn chú. Ôi, đây có chén nè. Chén cái này hả? Chén này bán sao cô? Cái này hả? Trong chén này nè, chén nhỏ. À, chén nhỏ. Dạ. Em ơi, chén nhỏ nhiêu đây? 30 chục quá hả cô? Còn cái này? Cái này chị? Cái đó 50 cô. 50 chục hả cô? Có bán nửa chục không cô? Không, 50 chục. 50 lấy hết đi. 10 cả. Có cái đồ giống vậy nha. Dĩa hình con gà đồ có không cô? Hả? Dĩa hình con gà này có. Dĩa hả? Dạ. Dĩa đó. Dĩa chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Dĩa màu giống màu này. Rồi chục này lấy giấy gói. Lấy giấy gói. Dạ. Lấy cái việc lấy cái dĩa. Dạ có dĩa có con gà cô. Đâu cho con coi cô. Thôi con lấy cả hai cái à, lấy chi tới chục. Lớn cái nhỏ. Vừa vừa thôi. Đâu cô lấy con coi coi. Rồi để lấy cho dĩa gà. Dạ cô đi lấy đi. Cái này là làm bằng gì cô? Đất hả? Sao nó bị cái này là gì cô? Nó bị lỗi hả? Dĩa này dĩa hồi xưa nè. Năm 1900 hồi đó. Nhưng mà được thiết kế bây giờ. Này cũng là hàng bây giờ chứ đâu phải hàng xưa đâu hả cô? Người ta cũng làm nhái kiểu hả cô? Dạ. Mất tiền. Dạ. Cô có cái sàn để sàn gạo không cô? Cơm là cái này sàn. Dạ. Dạ. Ghế gỗ bán đủ hết hả cô? Có cái sàn gạo không? Dạ. Có cái sàn để gạo. Dạ có. Cái sàn dày dày á cô ơi chị. Mà bự không chị làm? Nhỏ hả? Để em đựng rau thôi. Gỗ hả? Gỗ đựng rau hả? Đẹp nhưng mà phải đựng được chứ đẹp không đựng được. Cái đó ghế nhắc nồi. Ghế nhắc nồi cơm. Cái này là cái thúng chứ đâu phải cái gỗ đâu. Ủa có bự hơn không? Lấy cho con là ví dụ như cái này hai cái rồi cái bự hơn hai cái nó cỡ nó tăng cái tăng hơn hai cái bự hơn phải không? Dạ. Cho con cái thử nó hấp mà hấp được 10 cái bánh bao. 10 cái bánh bao. Nhưng mà mày nóc nha. 15 rồi hả? Dạ thôi hai cái đó nhiều quá không có chỗ để cô. Xong rồi có mấy cái chỗ. Mới khởi nghiệp rồi cô ơi. Nhiều quá không có tiền. Dạ. Mới khởi nghiệp à? Dạ. Để chọn đi con về đi. Để con lựa coi cái nào nó đỡ lỗi ha. Không, cái này, cái này là nhiêu cô? Cái này là nhiêu cô? 20.000 cái. Bớt không cô? Không. Cô lấy cho con cái nhỏ với cái bự nữa. Một cái nhỏ một cái bự hả? Cái cỡ nha, bự hơn nhỏ hơn. Cái lấy cái cặp một cặp đi cô. Cho dễ thương. Con ngồi đây là... Dạ. Hai cái này nữa cô ơi, còn hai cái gì kìa? Cái dán tường. À là cái đổ là 40 45 phải không? Dạ được rồi phải không cô? Để đây chân luôn cho thấy. Dạ bữa nay mua đồ về để nấu đồ ăn bà cô chú. Thôi để có tiền cái túi hết em bớt có tiền à? 440 hết em. Dạ. Dạ em gửi. Chị cầm giấy.
Dạ em cảm ơn. Ủa cô cho con hỏi bán sữa bò tươi ở đâu cô, đi đường nào ra cô? Sữa bò tươi á chị. Dạ không. Bên biết sao hả? À bên đường hả? Dạ. Dạ. Rồi đi thôi. Nữa quảng cáo nữa. Kênh của vợ con là kênh Hung Nữ Cà Mau. Dạ rồi con cảm ơn cô. Đi qua bên đường á anh. Cho như vậy hả ta? Ngồi đây uống không hả? Có chỗ ngồi không? Dạ hai chai, hỏi người một chai. Nãy giờ tụi con đi đi tìm hoài. Hai chai. Rồi, dạ rồi, con cảm ơn. Đây ông với bà bán sữa bò. Cái góc hai cái này là bán gạo là bán gì đấu diện nó biết xong nhìn qua đó. Dạ. Cô bán sữa bò, bán nhà đam, bán lum hết trơn á. Bán sữa đậu nành á, gì á, trà tắc, nước ngọt. Nhà đam, đường phèn. Mua trơn. Mua trơn. Chanh dây. Thầy con đi cái chợ này là đầu tiên á. Dạ hả? Đi chợ này là đầu tiên hả? Uống ngon không? Dạ ngon. Thấy chợ trên này với chợ này nó có chung với nhau không bà? Trên xuống dưới luôn, nhà chung dạ. Chợ là chịu. Dạ. Trên này con thấy người ta bán khô, bán đồ, bán mắm đồ. Khô là dưới này, mắm dạ. Dạ. Chợ này buổi nào bán đông hơn bà? Hả? Buổi nào bán đông hơn? Buổi nào cũng vậy. Buổi nào dạ. Sáng chiều thì cũng đông. Dạ. Buổi tối có bán không bà? Đường này. Dạ, ngoài đường là bán đồ ăn uống hả bà? Quần áo. Quần áo, giày, dép, dép, bán đồ uống. Dạ. Trong này đóng cửa. Dạ. Em muốn hết rồi đó, anh uống nữa không? Thôi, anh uống đi còn đưa em chi nữa, no lắm rồi. Ngon không? Dạ ngon bà. Wow, đi hồi nãy giờ đã tới nhà của Su đi học rồi hả? Nghe ngủ chết hết hả? Mẹ lên đám xong mấy bữa nay bệnh luôn rồi. Mẹ hay là mẹ đi ra ngoài? Để em mở trước. Đây. Gì? Ồ, cái về tới nó mừng kìa. Đây, Linh với anh An mới về tới nhà. Mẹ nấu cơm xong rồi. Giờ hai đứa dọn cơm ăn. Cái này là bồn bột xào, đặc sản Cà Mau. Anh đang làm gì vậy? Anh làm cơm ha, lên trên chỗ ăn nha. Thôi bà khía quá nè. Nhà thì chỉ có anh An, mẹ với bé Su và thêm Linh nữa bốn. Với bé này. Bé này là gọn xăng nhất nhà nè. Con tên gì? Con nói tên coi. Con tên gì? Đẹp gái lắm mà. Tên Min. Min. Thấy về nó mừng vậy trời lắm. Cái này cũng ba khía trộn. Mẹ Linh trộn từ hồi sáng giờ chắc giờ cũng thấm mày. Múc bồng bồng hả? Mẹ với bé Su chắc ăn cơm rồi ha. Mẹ ăn hồi trưa rồi. Chứ đợi hai đứa mình về giờ này đói xỉu luôn.
mấy bữa nay mẹ Linh cũng mới xong đám nên chưa có được khỏe không? Nhâm múc canh hả? Múc ít ít đủ ăn thôi. Rồi em mời quý bà. Lấy đũa chưa? Dạ lấy rồi. Rồi mà cả nhà dùng cơm nha với Linh nha. Đây mẹ chồng của Linh. Bữa giờ ông bà cô chú khen mẹ đẹp quá trời luôn, kêu quay mẹ nhiều nhiều á. Mẹ chồng bà cô chú đi mẹ. Mẹ Linh mới lên video nên hơi mắc cỡ. Mẹ ăn cơm cho mẹ. Ăn rồi, cho con ăn đi. Dạ. Con với Nan ăn cơm nha mẹ. Mẹ ăn thêm mẹ. Mẹ ăn thêm với con chén mẹ. Dạ mời ông bà cô chú ăn cơm. Em mời ông bà cô chú ăn cơm với An với Linh nè. Cái này bụng bữa mẹ cho. Bữa mẹ cho sao? Năng đi. Cái này thường là mình ăn gật lẩu rồi ha. Lẩu trộn gỏi nè, trộn gỏi được không? Sợ em thấy ta có ngâm chua nữa mà chưa thử ngâm lần nào không. Bữa mẹ kêu không? Giờ con rước nha. Cái nào bà khía nè, bà cô chú. Bà khía nhà muối. Nhà muối nè. Ngon, nó vừa. Còn thịt nhiều không? Thịt nhiều lắm. Hồi sáng Linh ăn sáng rồi, anh An thì nãy đi chợ ăn bánh phở. Ngoài về thấy mẹ làm cơm ngon quá nên ăn thêm. Mình thích trộn cái khế này nè, nó vừa chua chua, nó mặn mặn cho giảm gớt cái độ đó. Ý em trộn không hả? Tỏi ớt hả? Không có khế. Mà khía ăn cái cốc ổi cũng cốc ngon. Cốc ổi cũng ngon. Bà khía nó có cái mùi bà khía hội phải không nè? Có ngày tới hội, mấy ngày tối trăng nó lên đó, mình bắt nó dễ. Bữa nay là ông bà cô chú được thấy anh An nhiều rồi. Tại vì mấy bữa lu bu đám cưới, ông bà cô chú cũng hỏi Linh là có về quê quay clip nữa không? Thì chắc là Linh quay ở trên này. Tại vì chị dâu của Linh cũng sắp sanh rồi. Về quê cũng không có ai phụ quay phim đúng không bà cô chú? Rồi, nhưng mà lâu lâu chắc Linh cũng về thăm cha thăm mẹ. Rồi về dưới quay là những cái cảnh ở dưới cho ông bà cô chú coi. Cũng có một số ông bà cô chú hỏi Linh là không đi hưởng từng chân mặt sao? Kêu đi hưởng từng chân mặt quay phim. Nhưng mà tại vì đám nghỉ cũng nhiều á, anh An cũng đi làm. Có nhiều người nói anh An là đại gia nhưng đâu phải không bà cô chú, cũng đi làm công mà. Đi làm bình thường à, nên là nghỉ không có được nhiều không bà cô chú các bạn. Bữa giờ nghỉ mấy bữa rồi? Hơn một tuần rồi đó. Tại nghỉ trước đám mấy ngày. Cái này mọi người ăn cơm ngon ngon. Có lẽ là mình cứ dọn xong 3 ngày là sẽ về nhà gái phản bái. Nhưng mà anh An đi làm chắc cuối tuần rồi Linh mới về quê được. Hàng cuối tuần gặp bà cô chú ở dưới quê nha. Bà cô chú chắc cũng nhớ Thịnh nữa. Mình sắp có em rồi. Tại chị hai Linh là chắc đó. Sắp sanh rồi, tháng hết tháng này nó là sắp chuẩn bị sanh rồi. Nên là ông bà cô chú nhớ ủng hộ cho Linh. Tại vì trước giờ ông bà cô chú quen coi cảnh ở dưới quê rồi. Ông bà cô chú cũng hỏi Linh là có chồng về đâu. Thì Linh có chồng về Dĩ An, Bình Dương. Có người, có mấy em fan hỏi anh sao quen được em đó cả. Sao vậy anh? Để có dịp đi anh ngồi anh chia sẻ là cái quá trình hả? Dài lắm. Chắc cái clip đó cũng nhiều người trông chờ.
Trời, con nhóc anh gấp cho em hoài vậy. Sáng giờ là Linh với anh An cũng đi chợ tìm mua mấy cái dụng cụ về để quay clip. Linh với An thì ở đây nhưng mà ở dưới quê vẫn hoạt động, vẫn làm bánh phồng tôm với tôm khô bình thường nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú mà muốn đặt hàng á vào dịp Tết này thì cứ liên hệ và cứ nhắn cho Linh. Thì Linh sẽ ở dưới có cha với mẹ và những ông bà đó làm đặt cái đơn hàng thì giao cho ông bà cô chú. Chứ nhiều người cứ nghĩ là mình về đây thì sẽ không có còn hoạt động buôn bán nữa. Thực chất là vẫn buôn bán bình thường nha ông bà con chú. Dạ, rồi cũng làm YouTube bình thường. Nhưng mà nó hơi khác hồi xưa xíu thôi. Mà chắc Linh cũng về quê thường xuyên để chia sẻ những clip ở quê cho ông bà con chú các bạn. Khi nào anh An nghỉ thì được nghỉ thì về. Trời, gớt hộp cơm nữa. Ghê quá. Canh nhà lấy em miếng canh nha. Nó xong hả? Nhanh vậy. Cái này là cái bánh khọt. Mới đầu đổi lên đây quay cũng hơi ngại ngại ông bà cô chú các bạn. Nên ông bà cô chú các bạn cũng thông cảm. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh với anh An mới ăn cơm xong rồi. Rất là no luôn. Thì bữa giờ Linh cũng cảm ơn với ông bà cô chú các bạn gần xa mình đã gửi lời chúc mừng tới cho hai vợ chồng Linh. Thì Linh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì ông bà cô chú cũng hỏi sơ sơ thì Linh cũng trả lời sơ sơ đó. Tại vì chị dâu Linh cũng sắp sanh này, nên là Linh sẽ làm clip trên này. Ông bà cô chú nói không buôn bán, chắc mai mốt Linh đi ra ngoài đường, Linh buôn bán ở ngoài đường. Chắc mở nhà hàng thông nữ Cà Mau ở chi nhánh Bình Dương nha ông bà cô chú các bạn. Cái gì ông bà cô chú các bạn lại ủng hộ nha. Dạ thì bây giờ Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.